Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Như tại Phúc Yên của Tuyên Quang, lượng mưa là 113,8mm, Thu Lũng, Lai Châu 111,2mm, Việt Lâm, Hà Giang 99,2mm và tại Na Hang của Tuyên Quang, lượng mưa là 79,6mm. Dự báo trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa trong khoảng từ 20-50mm trong 24 giờ, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Cùng chung xu thế thời tiết khu vực nên thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây âm u và vẫn hơi oi bức. Trưa chiều vẫn có lúc hửng nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29-30 độ. Từ khoảng chiều đến tối khả năng có mưa lác đác, nhiệt độ thấp nhất về đêm là 24-25 độ, trời mát mẻ. Với các tỉnh thành miền Trung, do hội tụ gió ở phía Bắc và hình thế gây mưa, gió đông ở phía Nam, nên mưa cũng diễn ra nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là 29-31 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ khoảng từ 30-32 độ. Đến với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, sáng nay một vài cơn mưa rào xảy ra cục bộ, tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Đến gần trưa, mưa giảm, trời chuyển nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ngưỡng 31 độ. Xu hướng tăng mưa sẽ diễn ra trong hôm nay ở các tỉnh Nam Bộ bởi sự kết hợp của rãnh xích đạo ở phía Nam và gió đông từ áp cao cận nhiệt đới, nên mưa không chỉ xuất hiện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ mà còn gia tăng hơn về diện và lượng ở trên toàn khu vực. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng có gió giật mạnh. Trong xu thế mưa của khu vực nên thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong mưa dông cần đề phòng gió giật mạnh. Tuy nhiên ban ngày vẫn có những khoảng nắng gián đoạn, biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố dao động trong khoảng từ 27-32 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.